Thưa quý vị, với sự chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Trăng, nên dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới luôn được ổn định và giữ vững. Theo đó, vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồn biên phòng Sông Trăng đã duy trì lực lượng tại các tổ chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời tổ chức được 6 tổ tuần tra phối hợp với lực lượng công an quân sự 3 xã biên giới, tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm. Ngoài ra, đơn vị còn quản lý chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới. Trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thì đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn biên giới, từ đó đảm bảo đường biên cột mốc được giữ vững an toàn, quần chúng nhân dân trên biên giới là an tâm là vui xuân đón Tết. Cũng nhờ đồn biên phòng Sông Trăng cũng lực lượng cũng bảo vệ tuần tra chặt chẽ, tình hình an ninh trật tự này cũng ổn định, như muốn cho bà con vui xuân đón Tết. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới dài hơn 15,8 km do đồn quản lý, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.